mọi người, video này thì mình xin nói trước là mình sẽ không có mục đích là đả kích Dan hay là bênh vực Dan. Mình nhìn sự việc này dưới góc nhìn là mình là một du học sinh Mỹ. Mình hiện giờ đang học ngành PR, tức là quan hệ công chúng. Mình trong quá trình học ngành này thì mình đã đọc rất là nhiều, nghiên cứu cũng kha khá về cái cách xin lỗi công chúng, cách giải quyết những cái scandal. Mình nghĩ là Dan nên làm ra một video nữa hay là một cái viết một cái status để xin lỗi mọi người. Và cái lời xin lỗi lần này thì nó phải thật là chân thành và nó phải thật là đầy đủ. Có thể là bây giờ thì có xin lỗi mọi người cũng không thể bỏ qua, tại vì sự việc nó đã quá là lanh tanh bành rồi. Hoặc là bây giờ thì Dan cũng đang bị quá là rối rắm với không chỉ những cái lời đe dọa từ mọi người trên mạng mà cả những cái giấy tờ pháp lý nữa. Mình không biết. Ok, thì mình nhìn mọi thứ giống như thế này. Mọi người ai cũng có lỗi. Lỗi nhỏ, lỗi to, lỗi quan trọng giống như Dan. Thế nhưng mà cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và mình phải nhận lỗi, xin lỗi và sửa lỗi. Thế thôi. Dù mọi người có chấp nhận hay không thì một lời xin lỗi chân thành hết sức là quan trọng. Mình nói về xin lỗi tại vì đây là vụ Dan và có một tuần trước thì có là vụ Trường Giang nữa. Và mình cảm thấy là cái cách xin lỗi nó đều rất là có vấn đề. Thế nên là hôm nay mình sẽ đưa ra cái phương pháp của mình. Cái cách mà mình cảm thấy nó sẽ có thể thỏa đáng nhất. Lần đầu tiên mà mình biết đến đấy là mình có xem cái video mà Dan xin lỗi. Lúc đấy thì mình cũng đang làm một cái việc khác nên là có thể là mình xem mình không tập trung lắm và mình lúc đấy thì mình tạm bỏ qua. Mặc dù là cái câu comment về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì thực sự là không thể chấp nhận được. Sau đó thì mình cũng có để ý những cái status, những cái comment mà Dan để lại ở trên Facebook cá nhân của Dan và trên những cái group khác, thì đến lúc đấy thì mình phải công nhận là nếu như mà Dan làm một cái video xin lỗi nữa thì nó nên trông giống như thế này. Thứ nhất là Dan nên ăn mặc một cách chỉnh chu, không cần phải là áo sơ mi đóng thùng, thế nhưng mà nói chung là ăn mặc chỉnh chu lịch sự. Thứ hai là cái background của cái video ấy nó không nên giống như thế này, thế này hay là thế này. Nó có thể là một cái phông tường trắng hay là một cái phông đằng sau là phòng khách thôi, nhưng nói chung là nó phải gọn gàng, nó phải lịch sự và nó không có cảm giác như là Dan đang ngồi trên giường rồi vlog giống như mọi lần. Trong cái video này thì Dan nên nói tiếng Anh, cái video trước nói tiếng Việt, thế nhưng mà có thể là cái giọng của Dan, đây là ngôn ngữ thứ hai Dan nói nên là nó tạo cái cảm giác không được chân thành cho lắm. Là một người mà mình nói hai thứ tiếng thì mình có thể hiểu là bạn sẽ chỉ trở nên chân thành nhất, bạn bộc lộ rõ nhất bản thân mình khi mà bạn nói tiếng mẹ đẻ. Thế nên là trong video này Dan nên nói tiếng Anh. Trong cái video này thì Dan nên chỉ xin lỗi và xin lỗi, xin lỗi mà thôi. Video trước thì cũng xin lỗi, nhưng mà anh này dùng từ nhưng quá là nhiều. Nó tạo một cái cảm giác bao biện hơn là xin lỗi. Thế nhưng mà xin lỗi thì như thế nào? Xin lỗi thì nó cũng phải có cách. Xin chào các bạn, mình là Dan Ho. Tôi xin lỗi, 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 tôi xin lỗi. Nô tài thật đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. No, 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 no. Giả dụ như mình là Dan ấy, thì cái vụ việc bây giờ nó đã không chỉ liên quan đến mọi người Việt Nam, liên quan đến Dan, gia đình Dan, mà nó còn liên quan đến rất là nhiều bên khác. Thế nên cái trình tự xin lỗi thì nó có thể là nên trông như thế này. Đầu tiên thì chắc chắn là phải xin lỗi người dân Việt Nam và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp rồi. Mình sẽ xin được phép đọc từ đây. Chúng tôi hiểu rằng điều này đã xúc phạm đến dân tộc bạn, đến người anh hùng Võ Nguyên Giáp và đến từng con người yêu quý đất nước Việt Nam. Tôi không hề có ý xúc phạm Việt Nam, thế nhưng những cử chỉ trên Facebook của tôi lại cho thấy điều ngược lại. Tôi hiểu lý do các bạn tức giận. Cho đến bây giờ nhìn lại, tôi không thể tha thứ cho chính mình. Và đến lần thứ hai là Dan nên xin lỗi các fan, những học sinh của Dan và những tổ chức đã và đang liên hợp tác cùng với Dan. Tôi hiểu rằng các bạn đã đặt niềm tin vào tôi và tôi đã làm các bạn thất vọng. Tôi hối tiếc vì đã đem ảnh hưởng tiêu cực này đến cho tất cả các bạn. Lẽ ra khi nhận được sự yêu quý của các bạn, tôi nên phải là một tấm gương tốt. Sự tổn hại mà tôi đã đem đến cho các bạn thật đáng trách, trong khi các bạn đã giúp đỡ tôi thật nhiều. Và cái thứ ba đấy là Dan nên xin lỗi gia đình của mình.
xin lỗi gia đình của tôi vì họ đã phải nhận nhiều lời chửi mắng, đe dọa từ mọi người trong khi họ không hề có liên quan đến hành động của tôi. Tôi đã đem đến nỗi đau cho họ. Tôi xin phép các bạn hãy để cho họ yên. Và cuối cùng thì Dan có thể nói một câu như thế này: tôi đã may mắn được trải nghiệm văn hóa Việt Nam, được người Việt Nam yêu mến. Tôi yêu đất nước này và tôi chưa bao giờ có ý muốn xúc phạm Việt Nam. Tôi đã may mắn được nói lên suy nghĩ của mình trong một thời gian dài. Và bây giờ là lúc để tôi lùi một bước lại, lắng nghe ý kiến của mọi người và suy nghĩ về hành động của mình. Có thể là anh ấy sẽ không chọn cách này hoặc là anh ấy sẽ quay lại Mỹ thôi. Nhưng mà một cái lời xin lỗi chân thành thì luôn là cần thiết. Và mình nghĩ là người Việt Nam thì xứng đáng được nghe những cái lời xin lỗi chân thành, xứng đáng được nhìn thấy cái con người thật của một cái người công chúng, một cái người nghệ sĩ. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video đến tận phút này. Mọi người có thể đồng tình hay là bất bình thì mình cũng rất là muốn lắng nghe cái ý kiến của mọi người. Mọi người có thể like, share và subscribe. Vì một thế giới với những lời xin lỗi không hẳn.